Ngay từ sáng sớm, ngày 3 tháng 6, tức ngày 5 tháng 5 âm lịch, chợ Vĩnh Long đã khá đông đúc người mua bán. Theo ghi nhận, nguồn hàng khá dồi dào, đa dạng, giá cả rất bình ổn. Cụ thể, thịt heo ba rọi có giá 90.000 đồng một ký, thịt đùi 75.000 đồng đến 80.000 đồng một ký, đồ lòng dao động từ 40.000 đồng đến 120.000 đồng một ký, thịt gà có giá dao động từ 75.000 đồng đến 120.000 đồng một ký. Những mặt hàng rau củ vẫn giữ nguyên mức giá như rau ăn sống 30.000 đồng một ký, cải xanh 22.000 đồng một ký, giá 12.000 đồng một ký. Riêng mặt hàng trái cây giá có sự dao động nhẹ, một số loại trái cây vẫn ở mức khá cao. Măng cụt 40.000 đồng đến 60.000 đồng một ký, chôm chôm thái 25.000 đồng đến 35.000 đồng một ký, nho 70.000 đồng đến 180.000 đồng một ký, mãng cầu từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng một ký. Các loại hoa tăng từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng một bó tùy loại. Điển hình, cúc đồng tiền 50.000 đồng một bó 10 bông tăng 10.000 đồng một bó, cúc lưới từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng một bó tăng 5.000 đồng một bó. Một số loại bánh làm từ nếp được thị trường ưa chuộng trong ngày này khá đắt hàng. Tuy nhiên, theo các tiểu thương, vào ngày Tết Đoan Ngọ, mặc dù lượng khách hàng đến chợ có đông hơn ngày thường, nhưng sức mua đã sụt giảm rất nhiều so với thời điểm không có dịch bệnh. Có người ta đi sớm, còn bây giờ là thấy có người ta đi vậy. Yeah. Mỗi năm đó, từ hồi kia tới giờ chắc cũng là 3 con heo ở đó. Nhưng mà bữa năm nay là từ hồi kia tới giờ chỉ con một là hết sức rồi con ơi. Chợ mùng 5 tháng 5 năm nay là nó ế hơn so với mọi năm. Khách vắng dữ lắm luôn á. Rồi nó ảnh hưởng cái trận mưa ngày hôm qua nữa. Rồi nó mất lượng khách nhiều lắm con. Theo gì đó là cái thứ nhất là cái ảnh hưởng dịch bệnh cả năm trời đó. Rồi cái thu nhập của người ta giảm sút nhiều, rồi người ta chi xài á, tiết kiệm lại. Ai cũng giảm bớt, rồi cái tình hình chung là người nào cũng ế.